Trùng mình với nguyên nhân khiến xe máy điện tự bốc cháy lúc nửa đêm khi cả gia đình ngủ mê. Hôm nay ngày 9 tháng 9, mạng xã hội đang rần rần vụ việc sau. Trong đêm, chiếc xe máy điện bất ngờ bốc cháy. Nếu không được phát hiện, vụ cháy có thể gây nên hỏa hoạn nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến ai cũng phải chú ý để tránh hỏa hoạn không đáng có. Còn tình huống là sao? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút tối ngày 7 tháng 9 tại một ngôi nhà ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An và được camera giám sát ghi lại. Theo đó, một chiếc xe máy điện đang được cắm sạc thì bất ngờ khói đen bốc ra, sau đó là một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Cũng do thói quen người dân hay tranh thủ lúc đêm thường cắm sạc điện thoại, xe điện để chủ yếu khi sáng thức dậy thì pin cũng đầy, thuận tiện nhưng lại mang rủi ro cháy nổ khá cao. NQT sinh năm 1986 là chủ nhà cho biết, lúc đó cả nhà đang ngủ, tôi nhìn qua cửa sổ thấy ánh sáng màu vàng, không nghĩ là cháy xe máy điện. Khi tôi ra kiểm tra thì phần cắm dây sạc với chiếc xe đã cháy. Ngay lập tức tôi lấy bình cứu hỏa mini ở góc nhà dập lửa. Theo anh T, sự việc xảy ra khá nhanh, chỉ trong vài phút. Nếu không phát hiện kịp thời, ngọn lửa có thể đã lan sang các phương tiện hoặc vật dụng khác trong nhà. Xe máy điện này được gia đình tôi mua mới được hơn 2 năm. Trước khi cắm sạc, tôi thường xuyên kiểm tra củ sạc và xe rất kỹ càng. May mắn là tôi phát hiện và chữa cháy kịp thời. Nếu vụ cháy xảy ra mà không ai phát hiện ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Chưa kể nếu vụ nổ xảy ra thì chiếc xe đang được sử dụng cũng có thể khiến chủ xe bị thương, anh T lo lắng. Hiện xe máy điện vẫn là một phương tiện di chuyển khá phổ biến tại Việt Nam, do đó có thể xem vụ việc này như một lời cảnh báo cho những ai đang sở hữu xe máy điện và để xe trong nhà. Việc thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng pin trên xe máy điện là điều cần làm để hạn chế tai nạn tương tự có thể xảy ra. Còn bạn thấy sao về pha xe điện đang cắm sạc thì bất ngờ bốc cháy hết sức nguy hiểm này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.